bảy chiêu giúp tóc bồng bềnh không cần uốn. Hóa ra nhiều người làm sai cách nên tóc mới xẹp lép chán đời. Học ngay những chiêu làm đẹp hay ho từ các nhà tạo mẫu tóc, bạn sẽ biến tóc xẹp thành tóc bồng mà không tốn nhiều công sức đâu. Chuyện gì cũng có cách giải quyết nên nếu bạn đang gặm nhấm nỗi tự ti tóc xẹp thì hãy phấn chấn lên vì có đến 7 chiêu làm tóc phồng siêu đơn giản để bạn áp theo đây này. Tất cả đều là những cách làm đẹp dễ thực hiện hết và không cần mày uốn tóc cồng cành đâu. Lời khuyên một, chọn dầu gội đầu theo chất tóc. Nhiều người thường xem nhẹ việc chọn dầu gội đầu vì nghĩ rằng dầu gội đầu nào cũng như nhau. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Nếu bạn có chất tóc mềm sẵn thì nên chọn dầu gội không chứa silicon, một chất giúp tóc mềm hơn sau khi gội, nhưng cũng gây ra các vấn đề khác như khiến tóc dễ dụng, nhanh bết dính. Lời khuyên 2. Để tóc trên đỉnh đầu khi ngủ nếu bạn vẫn đang hất gọn tóc về phía đỉnh đầu khi nằm ngủ thì bạn đang làm đúng cách rồi. Tuy nhiên, nếu đang thực hiện ngược lại thì bạn nên thay đổi thói quen càng sớm càng tốt vì tóc sẽ dễ xẹp lắm đấy, nhất là với những ai tóc mềm. Muốn chân tóc phồng không cần uốn thì bạn cần chịu khó vận dụng những độc chiêu nhỏ nhưng lợi hại này. Lời khuyên 3. Xấy tóc về phía chân tóc Khi xấy tóc, bạn có thể sử dụng phương pháp xấy ngược hướng vào chân tóc để tăng độ phồng. Cách làm này giúp chân tóc đứng vững hơn và nhờ đó hạn chế được tình trạng lép dẹp. Lời khuyên 4. Không để tóc khô tự nhiên sau khi gội Nhà tạo mẫu tóc cho biết việc để tóc khô tự nhiên, không sấy tóc chắc chắn là điều tối kỵ vì tóc ướt nặng trĩu sẽ khiến tóc bị trùng xuống, bết dính vào da đầu. Và như vậy, tóc sẽ không thể phồng hay bồng bềnh như bạn mong đợi đâu. Chưa kể, nếu không sấy tóc, tóc cũng dễ bị nhờn và có mùi nên đầu tư một chiếc máy sấy vẫn là điều kiện tiên quyết khi làm đẹp tóc đó nha. Lời khuyên năm, sẽ ngôi tóc hình vít chắc Thêm một cách đơn giản nữa là bạn có thể dễ ngôi tóc theo đường vít chắc để thay đổi nếp tóc quen thuộc, giúp chân tóc phồng hơn nhanh chóng mà không cần uốn tóc cầu kỳ. Việc sẽ ngôi tóc theo kiểu này cũng cải thiện tình trạng tóc xẹp đáng kể. Bạn nên áp dụng ngay và luôn. Lời khuyên 6. Dùng kẹp tóc và máy sấy tóc. Nếu muốn giữ mái tóc bồng bềnh thật lâu suốt cả ngày, nhà tạo mẫu tóc cho bạn lời khuyên nên dùng kẹp tóc, cố định ở chân tóc và kết hợp với máy sấy nữa. Đồng thời, bạn cũng nên dùng thêm xịt giữ nếp sau đó để chân tóc phồng, không bị xẹp. Lời khuyên 7. Không dựa hoặc đè tóc ít nhất 3 giờ sau khi gội. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng chính là trong 3 giờ sau khi gội, bạn tốt nhất đừng nên dựa đầu vào gối vì dễ làm tóc bết và chân tóc bị xẹp ngoài ra cũng không nên đội mũ hay băng đô vì chúng cũng vô tình làm ảnh hưởng đến chân tóc đấy theo pháp luật và bạn đọc